Nhắc đến laptop đa tác vụ, màn hình linh hoạt, thiết kế sang trọng mà tầm giá chỉ dưới 20 triệu đồng thì HP được lòng khá là nhiều người dùng sử dụng là doanh nhân và dân văn phòng. Và phiên bản mới nhất của năm nay HP Pavilion X360 có gì thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video ngày bây giờ nhé. Mức độ hoàn thiện của HP lúc nào cũng ở mức tốt, tên của sản phẩm thôi thì cũng đã nói lên tất cả. HP Pavilion X360. Ở đây thì chúng ta sẽ có một mẫu laptop có thể mở ra được 360 độ, biến một mẫu laptop bình thường thành một chiếc máy tính bảng theo đúng nghĩa đen. Và để làm được điều đó thì HP đã trang bị bản lời kép ở hai bên bằng kim loại, được trau chuốt khá là kỹ lưỡng khi được mạ bóng. Ưu điểm thì sẽ rất là đẹp này, sang trọng, cao cấp. Tuy nhiên nhược điểm thì sẽ khá là dễ xước. Vì là chất liệu bóng thế nên là sau một thời gian sử dụng thì cũng khó tránh khỏi là bị xước. Mọi người cần lưu ý một chút về điều này. Và với phiên bản mới nhất này thì mức giá đã tốt hơn rất là nhiều khi chỉ với hơn 18 triệu đồng. Các bạn sẽ được trang bị là full kim loại này. Logo HP vẫn được đặt ở giữa máy, in chìm và cũng được mạ bóng luôn. Về phần thiết kế nhìn chung không có gì khác với so với phiên bản Pavilion X360 tiền nhiệm. Chất liệu sờ vào thì vẫn rất là thích, hạn chế bám vân tay ít nhất có thể. Và vì là phiên bản X360 thế nên là chắc chắn màn hình có thể cảm ứng. Và màn hình cảm ứng thì là màn hình phủ kính. Đánh giá về chất lượng cảm ứng thì cảm ứng là đa điểm này, tốt với nhu cầu sử dụng thông thường. Và màn hình này thì sẽ bám vân tay khá là nhiều, thế nên là mọi người cũng cần lưu ý vệ sinh thường xuyên về phần màn hình này nhé. Và vì là màn hình cảm ứng thế nên là HP cũng sẽ trang bị cho mọi người một chiếc bút cảm ứng giống y hệt với phiên bản tiền nhiệm. Và trải nghiệm của mình sau khi sử dụng bút và sau khi sử dụng tay thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng bút cảm ứng để cho cảm giác máy chúng ta sạch sẽ hơn cũng như là cảm ứng được tốt hơn bao giờ hết. Máy sẽ được trang bị là màn hình 14 inch, thế nên kích thước máy khá là nhỏ gọn, phù hợp cho các bạn hay phải sử dụng máy với nhu cầu di chuyển nhiều. Màn hình Full HD, tấm nền IPS, độ sáng đạt 250 nits với 45% NTSC. Với các thông số và độ sáng như thế này thì khi các bạn làm việc trong nhà hoặc là với ánh sáng không quá phức tạp thì có thể là đủ. Còn đối với những ánh sáng trực tiếp chiếu thẳng vào màn hình thì vì là màn hình gương thế nên là sẽ hơi bị lóa một chút. Ba cạnh viền sẽ vẫn là ba cạnh viền mỏng, cạnh trên vẫn sẽ có webcam với chất lượng HD và micro ở ngay bên cạnh. Đối với màn hình thì có thể xoay được 360 độ. Khi sử dụng các bạn cũng sẽ được trải nghiệm khá là nhiều tư thế của mẫu laptop này. Sử dụng như là một chiếc laptop này, một chiếc máy tính bảng, gập kiểu tam giác hay dựng lều để có thể đọc báo hay xem phim, mở ra 180 độ để trao đổi với khách hàng hay là họp nhóm. Chuyển xuống dưới phần bàn phím thì bàn phím có thiết kế đẹp này, các phím ở đây rất là vuông vắn cho cảm giác gõ tốt, khung bàn phím bằng kim loại thì cực kỳ chắc chắn. Bàn phím trên laptop văn phòng thì thường mình sẽ không có gì đáng để phàn nàn cả, hành trình phím sâu, soạn văn bản phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Về phần cảm biến vân tay thì tăng tính bảo mật được đặt ngay dưới phần bàn phím. Cảm biến vân tay một chạm vô cùng nhạy sẽ giúp tiết kiệm thời gian mở máy và bảo vệ dữ liệu của laptop của các bạn một cách an toàn hơn. Touchpad thì có kích thước lớn, cảm giác di tốt hơn khá là nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Tracking vẫn tốt, tốc độ phản hồi cũng mượt và nhanh hơn rất là nhiều nữa. Về phiên bản mới mình đang có ở đây thì sẽ được trang bị là CPU Intel Core i5-1135G7 thế hệ thứ 11 mới nhất với 4x8 luồng, 8GB RAM, ổ cứng là 512GB SSD và đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Đây sẽ là mức cấu hình cơ bản để cho các bạn có thể phục vụ tốt các tác vụ văn phòng cũng như là giải trí cơ bản. Với sự linh hoạt vốn có của X360 thì đây chắc chắn sẽ là mẫu laptop có thể phục vụ được nhiều nhu cầu của người dùng nhất. Ngoài phiên bản i5 mình đang có ở đây ra thì HP Pavilion X360 mới nhất của năm nay cũng sẽ có thêm hai phiên bản nữa là i3 và i7 để cho các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn. Mức giá thì đương nhiên là cũng sẽ chênh lệch nhau một chút, thế nhưng mà chắc chắn là sẽ không nhiều. Còn chi tiết hơn như thế nào thì mình cũng sẽ để ngay link sản phẩm ở phía dưới mô tả nhé. Máy thì sẽ được cài sẵn Win 10 bản quyền và Office Home and Student bản quyền vĩnh viễn. Nhắc lại là vĩnh viễn nhá. Ở đây thì hiện tại ưu đãi này chỉ có trên những mẫu laptop của HP phân khúc phổ thông này thôi. Về cổng kết nối, ở đây thì chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A này, một cổng USB Type-C hỗ trợ Power Delivery và DisplayPort. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cổng HDMI, một jack audio combo và một khe thẻ SD. Về thời lượng pin thì là viên pin 3 cell 43Wh vừa đủ cho một ngày dài làm việc với các tác vụ văn phòng cơ bản. Tổng kết lại thì với một chiếc laptop đa tác vụ có thể đáp ứng được nhu cầu linh hoạt của người dùng, HP Pavilion X360 phiên bản mới đã có mức giá tốt hơn rất là nhiều. Ngoài chế độ bảo hành 12 tháng ra thì các bạn sẽ được nhận thêm chế độ bảo hành tại nhà của HP nữa. Và đừng quên là nếu như yêu thích mẫu sản phẩm này thì đường link của sản phẩm cũng như là tất cả chi tiết của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.